đang trên đường đến bệnh viện để sinh con, thì nữ hành khách ở tỉnh Quảng Nam bất ngờ chuyển dạ, nên nam tài xế đành trở thành bà đỡ, bất đắc chỉ cho sản phụ ngay trên xe taxi. Thông tin ban đầu, khoảng 23 giờ 50 phút khuya 22/2, anh Trần Lê Thương 37 tuổi, tài xế taxi ML được tổng đài điều động đến chở chị Hoàng Thị Hà, 27 tuổi, trú xã Tam Xuân 1, huyện Núi Thành, Quảng Nam và người thân vào bệnh viện sinh con. Tuy nhiên, khi đang trên đường chở sản phụ đến bệnh viện, thì nữ hành khách này bất ngờ có dấu hiệu chuyển dạ. Tài xế đỡ đẻ cho nữ hành khách ngay trên xe taxi. Ngay sau đó, anh Thương đã phải dừng xe vào lề đường, cùng với người thân hỗ trợ chị sinh con thành công ngay trên taxi. Sau khi sinh bé gái, nam tài xế đã anh nhanh chóng đưa hai mẹ con chị đến bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Nam để các bác sĩ chăm sóc y tế. Video liên quan sản phụ sinh con thành công trên xe taxi trên đường đến bệnh viện. Được biết, đây là lần thứ hai anh Thương trở thành bà đỡ, bất đắc chỉ khi hành nghề lái xe taxi. Theo Khương Mỹ trên trí thức trẻ Let's Love Us, Why?